Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì Tuấn vừa mới đổi được một chiếc máy này. Đây là chiếc máy này thì mình bán cho anh ấy cũng được hơn một năm rồi. Hiện nay anh có nhu cầu anh đổi sang máy cưa MS250. Nâng cấp hết lên làm xích chuông chó luôn. Đây là anh anh này anh ấy chơi cùng vợ anh với vợ mình là hai người học cùng nhau. Hôm nay anh ủng hộ chiếc máy thêm một chiếc máy nữa, trước anh ủng hộ chiếc này rồi, nay anh đổi anh ủng hộ chiếc này đó. Số điện thoại của Tàn em mọi người bây giờ nổ lên cho mọi người cùng nghe tiếng máy nha. Máy thì cứ cái gì nó ngon thì mình cứ làm cho khách. Đó, nâng cấp lên làm xích chuông chó đầy đủ hết anh em. Bây giờ mình giật nổ nhá. Đó. Anh em nào nói là 250 nó bơm nhớt yếu đâu. Nó bơm nhớt ào ào luôn anh em. Ướt lam ướt xích luôn. Đó, anh em thấy không? Căn bản anh em dùng máy chưa hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó thôi. Tức là anh em muốn cắt, anh em phải bóp ga cho nó mồi, cho nó ướt lam ướt xích. Máy nào cũng vậy. Đó, kể cả như những cái dòng máy lớn thì khi mà anh em nổ máy lên, anh em cắt liền thì ngay cái lúc đầu đó nó sẽ không có nhớt để nó bêu trơn. Thì nó sẽ bị cháy cái sơn ở đầu. Đó, nó mòn. Còn nếu như anh em mà cứ làm theo đúng cách, bóp ga lên để cho nó mồi, cho nó ướt lam ướt xích đi đã, rồi anh em cắt, thì lúc đó là nhớt nó ra bơm ra sẵn rồi. Rồi anh em cắt tiếp là nó cứ bơm đều như vậy. Anh em thấy không? Nó bơm ào ào luôn. Đó. Bơm ướt nền luôn anh em. Ơi, dòng 250 này thì hiện giờ nó đang rất là thịnh. Đó, mình đang pha nhớt Huna và nhớt Estin, thì hai dòng nhớt này nó chảy nó rất là ít khói mọi người, nó không có khói mà bô nó vẫn ướt nha, mà buji nó lại rất là sạch. Bây giờ mình nổ lại cho anh em nghe nhé. Tua tiêu chuẩn của nó là 2700 đến 2800 vòng 1 phút. Đó là gang ti. Còn nếu mà anh em chạy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 12.500 đến 13.000. Đó là khi mà có lam xích. Chú ạ. Cái này thì nó khoảng tầm trên dưới 6 triệu. Thì tùy theo mình lam xích như thế nào. Mua. Đó, rồi ok. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé. Đây có chú này, chú đang đi làm xăm làm lốp, chú ghé chú xem này. Cảm ơn mọi người. Này có ship hàng toàn quốc mọi người nhé. Chào mọi người nhé.